À, xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh xe hơi cũ Tân Cảng. Ngoài những dòng xe thuộc dòng 7 chỗ, bên Thắng cũng có một số xe để cho quý anh chị chúng ta đi gia đình nữa, thuộc phân khúc sedan nha. Thì hôm nay Thắng sẽ đi sơ lược một số mẫu xe để cho quý anh chị chúng ta cân nhắc lựa chọn đi gia đình. Những chiếc xe này là toàn là xe gia đình hết chứ không có chạy kinh doanh dịch vụ như quý anh chị. Đầu tiên có chiếc Camry nè, Camry 2.5Q 2015. Xe biển số Đồng Nai, mẫu cũ nha quý anh chị. Xe này đi được 80.000 cây, giá là 755 triệu. Xe màu vàng cát là cái màu đẹp nhất của chiếc Camry. Không có bị lỗi thời nha. Công nghệ động cơ mới nha quý anh chị, Dual VVTi. Xe được bên Thắng kiểm tra chất lượng cũng như làm đẹp rồi. Anh chị lên coi xe, chúng ta lấy thử được thì chúng ta lấy xe về luôn nha. Mẫu Camry 2.5Q, mẫu cũ. Đèn zin anh chị, chưa thay. Chất lượng thì khỏi lo nha, mình Thắng cam kết rồi. Nội thất đen nha quý anh chị. Có bệ tì tai, chúng ta có thể điều chỉnh được ghế rèm nè. Điều chỉnh nhạc phía trước, có cửa gió phía sau. Sạch sẽ nha anh chị. Tấm bi nè, không có trầy xước gì hết. Xe chủ trước giữ kỹ. Ghế chỉnh điện, cả ghế lái và ghế phụ luôn. Điều hòa tự động thì 3 vùng, trước giờ mẫu Camry là điều hòa tự động 3 vùng hết. Đó, chiếc đầu tiên 2.5Q 2015 755 triệu nha. Cái bên là chiếc 2016 mẫu mới. Xe này đi nhiều hơn nha, xe này đi được 105 nghìn rồi. Màu đen, giá là 788 triệu. 2016 này, đèn một bi này. Mà cái lăng cũng khác so với mẫu 25 như quý anh chị. Hai chiếc xe Camry. Bộ mâm thì giống nhau, đều là mâm 5 chấu. Công nghệ động cơ cũng giống luôn, Dual VVTi. Camry thì rộng rãi, mạnh mẽ, 2.5. Đèn zin hết. Bên trong nội thất thì có một số cái khác biệt so với mẫu 25 nha. Ví dụ như ốp phần gỗ này bên kia thì nó màu nâu đỏ, thì đây là màu nâu đất nha quý anh chị. Với những cái đường vân đẹp hơn. Đây, bệ đi tai nè. Đây có cái nắp đây lại. Phía sau thì điều chỉnh cũng giống như cái mẫu 25 thôi. 2.5Q thì về cái hiệu chỉnh mà ở cái bệ tì tai hàng ghế phía sau á thì giống nhau. Nội thất đều là ghế chỉnh điện. Và đến 2016 này thì mẫu Camry chúng ta có sạc không dây nha. Anh chị nào chúng ta sử dụng điện thoại không dây, có sạc không dây á, ta ấn nút đây chúng ta có thể sạc được luôn. Trước đó với lại những cái đời sau này thì không có nha anh chị. 2019 trở về sau thì bỏ cái tính năng sạc không dây đó rồi. Xe mặc dù đi nhiều nhưng mà nội thất còn rất là đẹp nha anh chị. Bảo dưỡng đều cho nên chắc xe còn đẹp. 2016 2.5Q 788 triệu nha. Cái bên là một phân khúc thấp, một phân khúc đời thấp hơn là 2.4G 2011 nha. Xe này được có 75.000 cây thôi, màu bạc. Đèn là đèn thay nha quý anh chị, chứ không phải đèn zin. Trầy xước thay đèn rồi. Màu bạc nha. Xe này giá thành tương đối rẻ, 520 triệu thôi, mẫu Camry 2011. Bản 2.4. Anh chị nào đam mê Camry thì ta biết rồi, Camry đi êm nè. Cách âm tốt, tính năng vận hành, kết cấu khung gầm chắc chắn. Ngồi rộng rãi lắm nha anh chị. Ghế cũng là chỉnh điện, cả ghế lái và ghế phụ luôn. Điều hòa. Xe này được chủ lên đầu Android rồi. Camry 2.4G 2011 520 triệu nha. Một bạc nha anh chị. Rồi, thuộc phân khúc thấp hơn thì bên Thắng sáng nay cũng vừa hoàn thành làm đẹp khâu, làm đẹp xong một chiếc xe thuộc phân khúc giữa của Toyota, đó là mẫu Corolla Altis nha anh chị. Đây, màu đen nè. Xe này thì bản 1.8e, sản xuất 2020, đi được 56.000 cây rồi.
Antique 1.8E nha. Màu đen rất đẹp luôn. Form thiết kế cũng như là không có bị cổ điển giống như Camry, mang khuynh hướng trẻ trung và vừa đủ để mà quý anh chị ta dùng thoải mái nha. Xe này thì chào bán mức giá là 660 triệu quý anh chị. Mâm lớp. Xe được 52.000 cây, công nghệ động cơ dual VVT-i. Một chấm tám e anh thiết thì thiết kế cổ điển nhưng mà đẹp nha anh chị, không có bị lỗi thời, anh chị có thể dùng thêm vài năm nữa anh chị có để ý thế. Thấy những mẫu xe mà anh thiết mà đời khoảng 2012 2013 gì đó chạy ngoài đường vẫn nhìn thấy đẹp, đó là một cái riêng biệt của những chiếc xe đến từ Toyota. Thiết kế thì không có gì hiện đại hết nhưng mà không bị lỗi thời, rất là đẹp. Tắp bì ghế màu kem nha anh chị, chạy sàn có rồi, cần xe sạch sẽ. Xe mới hoàn thành khâu làm đẹp sáng nay. Thì mỗi xe cũ mà về bên Thắng á thì tầm khoảng một tuần lễ đến 10 ngày mới xong. Tại vì cái khâu dọn xe lâu lắm. Tại vì phải kiểm tra chất lượng nè. Rồi làm đồng sơn bên ngoài nếu xe có trầy xước. Rồi sau đó thì mới làm đẹp theo công nghệ Marukuri, độc quyền của Toyota Tân Cảng, thì cuối cùng mới chào bán. Một chiếc xe quy trình khoảng một tuần lễ đến 10 ngày nha quý anh chị. Cho nên nhìn chiếc xe rất đẹp, rất là kỹ luôn. Đảm bảo rằng mỗi chiếc xe khi mà bàn giao đến anh chị á là phải đúng chuẩn và có cấp sổ bảo hành cho mình, cam kết chất lượng cho mình luôn, ta yên tâm. Xe số tự động 6 cấp nha anh chị, 660 triệu thôi, anh tiếp 1.8E 2020, còn bảo hành toàn đến năm 2023 nha. Rồi một chiếc nữa là mới về hồi sáng nay, đó là Camry 2.5W 2018 mẫu mới. Xe này đi được 76.000 cây, màu đen nha anh chị. Cũng là dual VVT-i. Xe thì bên Thắng mới về chưa có rửa, chưa dọn gì hết. Mang biển số Đồng Nai nè. Xe này bên trong là nè, Thắng không có chìa khóa ở đây. Anh chị coi đỡ giùm Thắng nha. Bên trong là nội thất, chắc không có thấy được rồi. Bên trong là nội thất ghế da bò nha anh chị. Thì 2018 này thì Camry có hai mẫu. Một mẫu là ghế bên trong đó là ghế màu đen với lại đèn là một bi. Anh chị để ý cái bộ đèn trước nè, đây là cái mẫu đó là mẫu cũ, còn mẫu mới á, thì lên đèn hai bi nè, hai bi và bên trong là bộ ghế da bò, nhìn chiếc xe nó sang hơn, nó đẹp hơn. Xe này thì dự kiến là 865 triệu quý anh chị, Thắng biết giá với lại một số thông tin về xe thôi, còn bên trong thì tại vì Thắng chưa có chìa khóa đây cho nên không có mở được, anh chị thông cảm nha. Đó là một số mẫu xe mà Thắng muốn cập nhật để cho quý anh chị ta tìm xe cũ á, tiết kiệm hơn xe mới thì có thể tham khảo nhiều dòng. Chúng ta cứ tham khảo một thời gian thì cuối cùng thì anh chị ta sẽ tìm được một chiếc xe vừa ý nhất nha. Rồi cần gì tư vấn về xe thì cứ liên hệ với Thắng, Thắng sẽ tư vấn với quý anh chị cụ thể hơn và hỗ trợ quý anh chị ta coi xe thực tế, chúng ta lái thử nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nha.